chưa biết là livestream trên kênh Trời nhà, ơi, mình nghĩ làm là việc livestream trên quá kênh thì của MRO đi, mình kéo thủ kéo của chị view hay lắm á. để lâu quá Ủa mà rồi. chị sống rất là khó lắm á. Bad Cô team yên for tâm đi, sau you. khi về sẽ thái. Thái sẽ điều tra. I think Cô vẫn chưa SK nhận được Gaming. vụ gì mà. SK Gaming. Ping mà. Hiện tại cũng không nói. Đúng, thực sự không nói. Can you speak 昨天的话, Chinese? 你好吗？你好。飞鸿家居来了来了。家居好了，飞鸿至少我有飞鸿的话，前期可以飞几个飞鸿来配你法术呀。I can speak a little bit Chinese words because when I young I'm a I always watch a Chinese film action film. What the hell? Oh, balloon! Yeah, the round by the. Fizzy, fizzy, no, 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 fizzy, no, fizzy, no, fizzy, no, fizzy. Oh, fizzy! Nice! Wow! It's crazy much up! Crazy much up! Crazy much up! Crazy! Rocket, 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 không nhỉ? Không, không, phải tìm ven trước đã. Crazy matchup, crazy crazy snowball and the five one. Wow. Holy, holy shit, holy shit. Năm nay cô mong là cô kích. So yeah. Yes. No, 我想安迪现在比较悲观，应该不会先手先上牌。阴阳哥的话也是等得起，因为也是很关键。如果直接拿这局拿下的话，就直接是胜利。OK， 我就说，就等xem là mùa này thì tất cả các format đều giống nhau, không có ban thẻ. Hai vé hai chúng ta có ban thẻ, nhưng mà một vé một thì no ban thẻ luôn, no ban ca.Don't worry about that. Right now, I'm developing two channel, Tali channel and Emiro channel. Upload video every day, every time. Don't worry. Fan đấy. Ông này hay comment ở trên kênh của anh Tali và bảo là.Tôi muốn giữ được cái logo và giữ được cái tên đấy, giữ được tên đấy, như vậy có sao không? Bảo là không sao, thôi giữ luôn đi. Nói chung là không tội. Sunbox và kick, chúng ta sẽ chờ đợi qua Sunbox. Và đó là hôm trước là Legend bắt lại thắng rồi đấy chứ, mà cũng thua, hơi đen. Fan cứng. Ông nào fan cứng, những ông mà hay comment trên kênh của mình là fan cứng hết.Đặc biệt là những người mà đã ủng hộ mình từ những ngày đầu tiên ở bên bây giờ vẫn còn xem livestream của mình. Có lẽ là họ không còn chơi game nữa nhưng mà vẫn xem. Thì mình rất là quý đấy. Ok, bây giờ sẽ đến X2 Eli này, Snowball. Dropping cake mình nghĩ là Balloon. Oh, Mega Knight. Trên kia là Mega Knight game nháp. Snowball Fisherman. Bên này là gì đây? Tornado. Không là game nháp hay sao ta?Phải nói là CIL CIL China họ dùng iPad nhưng mà bên kia dùng dùng Samsung dùng mobile như Samsung hay sao? No. Bằng kia đâu? Sao lại bằng kia của? À, sao lại không? À đúng rồi, thả bằng kia như vậy hợp lý. Tornado, anh tiếp bên sau rồi, nãy giờ. Đúng rồi.Cao sứ bây giờ rất khỏe luôn. Bởi vì là Cao sứ ốp là anh tiếp được King Tower rồi. Rồi bây giờ anh đã chỉ cần defend ở ngay cầu rồi. Anh đã có thể đặt con Tower ở trong cái tơ kia. Qua rừng không? Đúng rồi, qua rừng rồi. Mình không bắt được cộng đồng. I will come back in 10 minutes. Ok, 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 ok.Phải nói là mình phải nói Tornado trong cái tuần vừa rồi mình không nghĩ là có thể anh chụp được King Tower đâu nhỉ. Nhưng bây giờ thì anh ta nó có lợi thế hơn rất nhiều rồi. Rồi, gặp một con kia tuyệt vời luôn. Và bây giờ là LGD, quên, anh gặp không có cách nào để anh chụp King Tower.
Ủa, một cái kill này Poison, một cái tornado trong cái turn vừa rồi mình nghĩ là không cần thiết. Thì rất là nguy hiểm, giờ này. Bắn kia đâu? Bắn kia đặt ở trên, trên kia. Ôi giời ơi, thủng xe luôn rồi. Ai yêu cơ, em xuống bên ta đang làm cái kẹo gì vậy? Cứ là gọi là bút và mai trong đánh beta thì đánh khó lắm. Phải đánh beta thì mới không mới lên được. Đặc biệt là lớn với làm dùng level thấp hơn. Đánh khó stop right. Đúng rồi, đánh nhiều thì mới lên tay được. Bởi vì là chúng ta gặp rất nhiều deck thì chúng ta mới muốn đánh được, luyện được kỹ năng. Không phải là các bạn cầm được deck là các bạn đánh được luôn đâu. Không được đâu, không có chuyện đấy. Cái này chúng ta sẽ đến vào game thứ 2. Vì là mỗi thẻ nó sẽ có một cái lợi thế, một cái đặc điểm mạnh và điểm yếu riêng. Ví dụ như các bạn đặt điểm này nó rất là hợp lý và nó điểm này rất hợp lý. Rất căng thẳng. Archer mình nghĩ đến Mota. Bên này là Wick. Ủa, bắn chết cả con bên này. Zack Queen Tomorrow I will live stream match up about 5 gaming. Maybe mà lại quên mấy văn kỹ nữa. Thật ra là mình nghĩ là trong cái turn này á, mình không nên là mình thả Banky. Mình chơi nhiều Banky rồi thì mình nghĩ là Banky không nên thả đâu. Tại vì là nó bị nó không thể hiện được sức mạnh của mình. Lần này là bị lỗi AD rồi. Wait, Lightning. Nice. Ok, live stream. Mai là mình có việc, mình chắc có lẽ là mình sẽ live stream. Tại vì CRS nguồn ngày hôm nay nó họ đang đóng cửa rồi. Đập băng kia như vậy thì nó là rất là phí, bởi vì băng kia nó không thể hiện được sức mạnh của mình. Băng kia là phải đặt ở giữa. Và bây giờ là rất nhiều đam. Rồi đúng rồi, Van xoay được một con băng kia tiếp theo tuyệt vời. Tuy nhiên là mất rất nhiều đam. Là web giáp thủ băng thủ. Chúng ta có rất nhiều con có thể thủ được web giáp mà. Có đam đến từ Fire Trees. Nhưng phải giết được con phải giết được con ấy. Rất khó cho LCO. Bởi vì anh ta bây giờ là Lightning, có thủ được không? Lightning Goblin cách đâu? Lightning, không chưa thủ Ellie rồi. Wick, ui, một con Wick đam cực tốt. Một con Wick thôi mà một con Goblin cách thôi xử lý một cái đam cực kỳ là mạnh mà sẽ có một hit nữa đến từ Wick nữa cơ. Thôi, kích thôi lên đầu 1 đến 2 vết 2 rồi á, có nhanh vậy. Sunbox nữa đúng không? Cái đèn. What are you watching? What are you watching CIL? Yeah, CIL China. You know? Phải giết được con baby trước khi mà tiếp tục. Phải đẩy con bạn, đẩy con hai con Archer trên. Rồi đúng rồi, phải hợp lý hơn. Đúng rồi, hai con Archer nó sẽ giết được. Tuy nhiên trong cái turn này sẽ phải thả Royal Giant hoặc là họ. Ờ, Vanky đây rồi. Archer đâu? Xuất hiện đi rồi. Rồi, không có tanh.
Mai sơ, rất may là con Megana nó quay trở lại, chứ không là chắc chắn mặt. Rất may ông Tân vừa rồi. Nai lại. Nai Lightning. 因为这边的话大家都选了其实还都差不多是他这个加不加大闪我觉得加不住的话打的再不行小比安卡德加和电门但是加不加不能也没法长打因为一个的话还是没有了然后Ryan再摁再摁摁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 摁
cái quả trận của OMG nó thôi tí nó nói đau đầu quá. Elsu hôp anh ta vẫn rất thoải mái. Elsu thắng trận này không? Elsu thắng trận này nên là win rồi. Các bạn biết là trận thứ Let's go, UK. Sorry, I'm supporting LCO. 但是他守大怪的能力就比较弱。我不下，你也别下。你看，哎呦，就是双手叉腰，看着那个屏幕，哎，对，两个都是双手叉腰，然后一起看着那个屏幕。 哎呀，好想他们知道，好想这个时候给我看一下手牌，你知道吗？我很想看一下他们现在手上的那个四张卡到底是什么。如果他们知道对手都在双手叉腰，直接桥头下两张牌，你破到了。对，人都傻了，桥头下两张，哎，真的，你这个桥头下两张，我就傻了，好吗？桥夫弃手。 看，这谁都蹲在地上看了，小神吧，好小神炮，对，已经蹲在地上看了。好，收time，没有收time，好吧？哎，满足了我们，来看一下。哦，满的走。老干爹，老干爹看来。这两局是镜像，有点像镜像，因为是手。不是，final player，I think little jam，yeah，I think so。OK，Goblin kick，Mega Knight，Mega Knight，Mega Knight，the same。 The same， 但是好像，那后，not same，镜像的，两个镜像的老板，A与下的老板，这把真的赌运气了，就是打他们两个打的还是比较开的，因为他主动就成立一个超市。Nobody play no you waiting for double ace and waiting for the opinion using the first card。 Oh, nine poison! Wow, 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 nine poison! 像伊良哥，你看看到他就视觉就很死，就在那里面下在那边，就这样子撞。No jump on the left。No tanker。那就火枪带的有点啊。觉得没有比我好。对。哎，还行，这波分A与姐的也是非常沉着稳冷静，就是最少被姐。 主要还是刚才那两个打赢力波，其实现在不怎么出现。那现在是渔夫，哎，这个啊，雪球叫晚了，雪球叫晚了，对，这就很伤了。哎，没有拉到那个，没有拉到那个，抓的比较，这个能力实在太不行，还行。哎，这个就是转塔打雪啊。在这里呢，大已经 must， 因为渔夫把那个超级打断了，不好意思。马奎，这个位置，这个站位就不太好。就神仙打架，哇，直接亮个桥头。他那个奈什么？哎，放在上面那个奈呢？没有女枪在。啊，超级上的不太好。对，是肯定会碰击的。啊，这个火枪解这个路源就解得很那个难受了。实力很吃力。而且他还有共国 UK 的你呢？我是亮哥。你的马路呢？一直守着，我就攻威加克。威加克已经耗得有点低了，但是 AU 还是打得很沉稳，知道。
知道吗？是满不进去的。哎，这个Nova qualify world final no 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 no， 还是要分，因为这分的话肯定会很。但是我像节目员真的是，你看直接不要哇，然后还是会不会补雪球？哦 ，Nova is strong， 哎，这波反打你别说很强啊，补雪球就可以直接分了，补雪球之后，但现在就慢一下，刚那个还是雪球还是应该卖的，卖一下的话可能说再补一个雪球就一波就打死了，这波。Semi-final, select matchup. 是不是慢了两秒，还是很关键的。Semi-final, CIO, 不是标单，没事，不用管。那么等来 AUK 明天要谁够不带，红灰破破阵了。他青龙飘了，刚刚又飘了双青龙，这边是用毒药自首。直来发生中国家准乱发生 yes 哎激活了哦 I think Queen Tower Miss Baby Garden nice 感觉 else 时间也不多了 if Nova win how you now to say what we know 但是是你理解不了 they 大家知道你出来解决反伤哎No, no, wait, let me check. 力量哥无敌啊！恭喜一下力量哥，也恭喜一下 Nova。哇塞！拿到了第一个决赛，也恭喜一下 Final, Nova 拿到了进入世界赛。OK， 摆立的姿势了，可以摆了，可以摆了，上来，上来 ，Nova。OK， Nova 摆出手势，大家不要意思。Nova go to CIO final。